Kênh Bất Động Sản Thiện Nhân xin kính chào quý vị. Tôi đang đứng ở đây là ở xã Suối Rao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hôm nay ngày 4 tháng 5 năm 2020. Thì giới thiệu quý vị đây một lô đất đây. Diện tích là 3 xào, 3.000 m². Chiều ngang của nó thì rất là rộng, rất là dài. Chiều ngang dài chắc khoảng 60-70 mét ạ. Đấy, từ đến trên chỗ cái cây này. Cây này. Đấy. Có suối bao quanh luôn, suối nước chảy bao quanh. Đất mình đến tận cái chỗ suối đây. Đây là cái cống này. Đấy. Thành cống này. Đây. Cái suối nước ở chỗ này. Đấy, đất mình tức là khi mà có mùa mưa là suối nước bao quanh đây luôn này. 3.000 m². Này nó sẽ ăn vào mép của cái vườn cao su kia. Vườn cao su. Thì giá chào bán cho cái lô đất này là 2 tỷ quý vị nhé. Vị trí khu này rất là đắt, 3 xào thôi mà đã 2 tỷ rồi. Đắt ghê hồn luôn. Chả hiểu sao. Này, rất là rộng, rất là dài. Giáp danh với lại cao su đúng không anh? Đây, vườn cao su đằng sau. Đây suối nước đây, mình đi vào bên trong xem suối nước này. Đây, suối nước bao quanh này. Đấy, nước non này. Đầy đây. Rồi. Đấy, nước này. Suối nước bao quanh. Này khu dân cư nên là nó đắt. Đây, cống này. Cống thoát nước này. Đấy. Nó chảy ầm ầm luôn. Đấy thì giá 2 tỷ quý vị nhá. Giá 2 tỷ. Thì quý vị nào có nhu cầu mua ở đây thì alo cho tôi nhá. Ok. À, bên này thôi. Phía này. Đây nước chảy này. Đó. Rồi, sơ bộ với quý vị một lô đất là 3.000 m². Đấy, có nước chảy bao quanh đất. Giá bán là 2 tỷ. Rồi, xin chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các video lần sau.